gian xây dựng bây giờ đã khai trương lại. Sáng này bà phải cò ghé cái quán bún chả Hồ Gươm ở 300 Trần Phú nha bà con. Hồi xưa nó bán ở ngay chỗ cái công viên Âu Lạc á. Đây, đây. Một phần 60.000, bún rêm rán, cua biển, đầy đủ thứ. Đặc sản Hà Nội là có đây, đặc biệt có bún ốc luôn nha bà con. Bún ốc này cũng ngon nè. Ồ, bánh đúc nó luôn nha. Ồ, ngon nha, bánh đúc nè. Thịt thêm thì 5-7 ngàn, bún chả 60, thịt thêm bún thêm là hơn bằng một phần rồi, 62. Quán này cũng mới đẹp. Ta-da. Sáng nay mời bà con các bác cùng với ba mấy cậu ăn ha, bún chả Hồ Gươm. Nó nhiều chi nhánh lắm nha bà con, ngay chỗ trường Hồ Tùng Mậu cũng có nè. Cảm ơn em. Làm này còn xin thêm miếng chén nước bỏ vô. Cái này phải ăn thêm miếng ớt mới ngon mà thôi, bây giờ bạn còn không ăn ớt được. Phải tuân thủ cái điều chỉnh của bác sĩ. Ông Nguyễn Trung Tuyển nè, Trung Định, Võ Thị Sáu nè, Hùng Dương, Hồ Tùng Mậu, bốn chi nhánh bún chả Hồ Gươm. Đây, rau hình như rau được lặt sạch đúng rồi bà con. Hấp dẫn lắm. Thì đây là cái cách ăn của ba Michael nè, không biết bà con cô bác có biết chưa ha. Bà con cô bác nào mà chưa biết thì có thể ăn thử. Bình thường á, khi mà mình mua á, họ sẽ cho mình cái chén không nè. Ở miền Nam là phải có chén không để mình ăn cái mình, ví dụ đi, mình gấp miếng bún bỏ vô ha, gấp miếng bún bỏ vô xong đặt miếng rau vô, chan nước mắm này lên. Mà ăn cái kiểu này nó không đã đâu bà con. Bún chả này là bún chả Hồ Gươm. Hồ Gươm là ở ngoài Hà Nội thì mình phải ăn theo phong cách của người Hà Nội mới đúng chuẩn. Nhúng vô đây luôn bà con. Cái bún nó nhuyễn lắm. Rồi. Ngon. Bay được rượu rồi. Bánh nó giòn giòn. Trời đất. Đặc biệt nha, bún đây nó nhuyễn như à. Nó khác bún miền Nam nha. Bún miền Nam mà con cô bác còn nhớ không? Nó cộng nó bự hơn. Thịt nướng lên nè. Phải có chút mỡ nha. Gắp với một miếng thịt. Bún đây bỏ xuống cái nó nhuyễn như rồi luôn rồi. Mời bà con cô bác nha. Ngon quá. Ba mấy cậu đang đứng đây là bệnh viện điều trị Covid nè bà con, quận 5. Ba mấy cậu nhìn cái kiến trúc ở đây nè, bà con nhìn ở trên đó bà con. Thấy nó giống như cái chùa á. Cái mái ngói vô đó. Mà ba mấy cậu biết ở đây là hồi xưa trước năm Đỉnh Lâm nó là cái gì, hoặc là bây giờ nó là cái gì. Thấy ở đây một cái khu đất rộng, không biết xây năm nào luôn. Giờ mời bà con các bác lên xe cùng ba mấy cậu đi dạo nha. Hi, hello, xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô chú anh chị và các bạn trên kênh của ba Michael. Thì Sài Gòn ngày hôm nay là ngày 23 tháng 2 2023, bây giờ là 9:35. Trước mặt bà con cô bác hồi xưa đó là đầu dê đó, đó là con cái bãi
cái sừng đỏ chúng ta về ăn, chúng ta thả về ăn đỏ đó. Thì nhiệt độ bên ngoài bây giờ là 30 độ C rồi bà con. Giờ tự nhiên bắt đầu vô mùa nắng rồi, đổi ra độ F là chắc khoảng 86 độ F. 30 độ đang có mặt ở đây là 359 Trần Phú đó, bên đây mới đi nè, mới đi ngang uống chả Hồ Gươm nè, mới ăn đó, ăn hai dĩa bún thêm, no, no quá trời no, tốn tổng cộng hết 77 ngàn. Con các bác biết á, người ta ông bà ta thường hay nói chân da bụng thì dùng da mắt giờ ba bà còn ngủ quá. Mình tới đây nè, bên tay phải ba mình vào đây là đường An Dương Vương nè, đường như An Dương Vương này, An Dương Vương quận 5. Thì hồi xưa con đường này mang tên Thành Thái, còn con đường Trần Phú này nè hồi xưa nó mang tên là con đường Nguyễn Hoàng. Ba mươi cầu đang cầu mong sao cho ba mươi cầu thời gian nó trôi qua lẹ lẹ để ba mươi cầu dịch thuốc, uống cái thuốc mà chị lép bao tử này nó mệt người ghê luôn các bạn, nó làm cho cái người nó cứ chán ghán, nó mệt mỏi rồi nó buồn nôn nữa chứ. Đây là đường Quỳnh Vũng Đạt, bên kia là hãng thuốc Lamix, tay chân của ba mày còn nó bủng rủng luôn, không biết là do bệnh cảm hay gì, tại vì đang dùng thuốc này cho nên ba mấy cậu cũng không dám mua thuốc cảm để mà uống nữa. Bữa giờ là cảm trong người hay là thấy người nó mệt mệt là chỉ có cạo gió xúc dầu thôi chứ không dám mua thuốc uống. Mà bà con cô bác biết á, cạo gió nó có ra gió đó, mà người sao nó cứ mệt mệt, nó cứ chóng mặt, nó cứ hoa mắt, nói chung là nó người nó mệt mỏi, nó bần thần mộ ghê luôn. Bệnh thì nó không bệnh mà người nó cứ lừa đừ nó mệt. Cho nên khi mà bị loét bao tử nó mệt lắm các bạn ơi, kiêng ăn đủ thứ. Ở đây có quán bình thường gà ta nè, đường Lê Hồng Phong hồi xưa là bên Vĩnh Ký, bên tay trái ba mày gọi đây là cư xá Quả Xa. Ở trong cái cư xá Quả Xa này hồi xưa trước năm 75 nó có cái điểm mặt đường đó bà con, bây giờ thành ngôi chùa này. Đi ra số 79 Trần Phú rồi, ngay góc này nè bà con, bên tay phải ba mươi cầu đây. Hồi xưa trước năm sau năm ngay ngày 34 năm 1975 á, thì ở đây rớt lại chiếc máy bay đó ta, máy bay hay là phi cơ hay trực thăng gì đó ba mươi cầu quên rồi, có các cô chú bác nào biết cái loại đó, cái đó là nó loại gì bà con, ba mươi cầu tự nhiên quên rồi, không biết anh gọi là trực thăng hay là nâng phi cơ thôi. Nó rớt lại đó rồi. Đây là đường Trần Phú với đường Trần Bình Trọng nè.
mấy cái phòng tranh sơn mài cũng nhiều. Đó, không có sơn mài nha, phòng tranh. Hồi xưa cái bún chả Hồ Gươm mới nằm ở đây nè bà con. Bên tay trái này là công viên, này công viên Âu Lạc. Ở đây là người ta gọi là ngã 6 Cộng Hòa. Bây giờ vẫn là ngã 6 Cộng Hòa nha bà con. Bên phải là đường Nguyễn Văn Cừ, hồi xưa là đường Cộng Hòa. Nổi tiếng là bán thịt rừng rồi bà con. À, con đường này là con đường Phạm Viết Chánh. Bên tay trái này là công viên Phong Châu. Bên phải là mày gọi đây, hồi xưa trước năm 75 đó là truyền tin quân đội. Hẻm này hẻm 45 Phạm Viết Chánh nè. Đây có một cái trường, trường này là trường Phan Văn Trị. À, trường này hồi xưa trước năm 75 nó tên là Hoàng Thị Năm. Bên tay trái này là phía sau của Hồng Thạch Tự. Tống Quỳnh, ở đây người ta gọi là bệnh viện Từ Vũ. À, để vào chở bà con bắt đi xem cái shop bà đẻ nha. Ở đây có cái shop bà đẻ. Bà con cô bác có biết tại sao người ta gọi đây là shop bà đẻ không? Thưa bà con bác, những người trong đây là đi đẻ. À, cho thuê phòng trọ nè. À, phòng trọ Hoàng Hải nè. À. À. Chết cha rồi. Bao hết những cái đường rồi. Đau quá. Đơn giản là dưới quê bà con, người ta đi đẻ mà người ta không có tin tưởng ở dưới quê hay là ở xa hay là gì đó, họ không có đẻ gần nhà, họ mới đi ra đây nè, họ vô cái vô bệnh viện Từ Vũ thôi, họ tới bệnh viện Từ Vũ để họ đẻ. Và khi mà họ tới thì họ xa mà họ đâu có thể nào mà họ canh mà đến lúc đẻ họ đi được, nó trễ hay sao. Cho nên thường cái ngày sinh đó họ lên đây cái họ thuê mấy cái phòng trọ này nè, họ ở họ chờ cho đến khi nào đẻ rồi họ về quê. Cho nên đây người ta gọi là sớm mà đẻ.
mình ra đây con đường Bụi Xuân. Cái con đường hẻm này nè bà con, hồi xưa là đường này xe lửa bà con. Mấy đường hẻm này hồi xưa là toàn là đường này xe lửa không, mà bây giờ thành ra đường hẻm. Bánh mì thịt. Đây có trường Bụi Xuân nè. Chỗ canteen bây giờ ta mở rộng ra làm như giống như sân khấu rồi đó. Còn cái cổng ở đây hồi xưa là cổng vô giữ xe nè, rồi cái cổng dính đằng kia. Rồi bên tay phải này là Vietcombank nè bà con. Vietcombank này là xin thưa bà con bác, hồi xưa thời thầy Huy á, thập niên 80 á, ở đây là cái xưởng ống tập, có một cái loại tập mang tên là tập Bụi Xuân nha bà con. Tại cái chỗ này hồi đó thời trước năm 75 á, thì cái trường này là có nữ sinh nha bà con. Thì nữ sinh là đi cái cổng bên Bùi Chu này nè. Cái trường Bùi Hữu Xuân ngày trước năm 1975 nó tên là trường Nguyễn Bách Tộc, do cha Huynh làm giám đốc, mà cha Lãm á bà con, cha Lãm này là hiệu trưởng nha bà con. Cho nên hồi xưa ngay chỗ mà cái xưởng đóng tập thời thầy Huy á, thì trước năm 1975 á, cái chỗ xưởng đóng tập đó, đó là tòa soạn báo xây dựng của cha Lãm á. Con đường này đường Sương Nguyệt Anh nè, hồi đó ba mẹ còn nhớ ta gọi là Sương Nguyệt Anh, mà bây giờ nó là Sương Nguyệt Anh, từ anh với ánh thì đổi lại thì không sao hết, có nhiều cái tên mà bắt buộc phải đổi lại, nhiều khi cũng đọc lắm rồi bà con, giống như là Lê Thánh Tôn. Bà con bác có biết con đường Lê Thánh Tôn không? Thì xin thưa bà con bác, bây giờ hội đồng tên đường bây giờ họ đang đề xuất là đổi lại là Lê Thánh Tôn. Nhưng mà Tôn với Tâm hai cái âm nó khác nhau nhiều lắm nha. Sương Nguyệt Anh, Sương Nguyệt Ánh nó thêm có dấu sắc thôi, không sao hết, đổi dễ. Chứ còn mà Lê Thánh Tôn mà giờ mai mốt mà mình đổi lại là Lê Thánh Tâm, nó cũng hơi đọc nó khác nhau hoàn toàn á. Đường này đường Nguyễn Thị Minh Khai, hồi xưa là đường Hồng Thập Tự. Hồi đó đây là đập Olympic nè. Bên kia có quán ăn Tân Sinh Hoạt. Bà con cô bác biết á, mấy cái tên đường hiện tại bây giờ là nghe nói là tới 400 tên đường là chuẩn bị đổi rồi đó bà con. Đang đề xuất thôi nha, nhưng mà ba mẹ thấy khó quá, thấy gian nan quá, đổi cái này là 4 đồng lần mà đổi 400 tên đường cả vấn đề lớn lắm. Có nhiều người thì nói rằng thôi thà một lần đau thật là đau cho nó đúng. Có nhiều người nói nó đã từ trước giờ nó đã là như vậy rồi, mấy chục năm trời nó đã như vậy rồi, cứ để như vậy đi, đổi lại chi cho mất công, đúng không bà con? Giống như bây giờ đường Lê Thánh Tôn mình đã đọc gọi là Lê Thánh Tôn rồi, giờ tự nhiên sửa lại Lê Thánh Tông, thì trước khi mà sửa vậy á, trên văn bản hành chính là bắt buộc là phải thay đổi lại hết cho bà con, từ sổ nhà, sổ đất, sổ đai, nói chung là tất cả những giấy tờ liên quan đều phải thay đổi hết. Đổi một tên đường nó không phải đơn giản đâu nha bà con, nó ảnh hưởng nhiều thứ lắm, thậm chí là bản đồ cũng phải in lại luôn.
giấy tờ nó nhiều thứ, nhiều như là nó ảnh hưởng nhiều thứ á. Đây là vườn sao đàn. Xem đường đỡ giúp ba mẹ cầu nha. Nhìn nó đuối ngàn xương, nó bị hồng thôi. Xin hôm nay đi tham quan cái dinh dinh độc lập. Quá trời. Ôi du khách quá trời luôn bà con. Đó, khách Tây không? Cầm cái lá cờ Việt Nam nữa. Đoàn xe luôn, 45 xe bà con, khách nước ngoài không à. đoàn 22 người đó bà con, bắt xem nè đó, khách nước ngoài không xuống. Con bác hôm nay cũng có tin báo, cũng có một cái bài đăng là bây giờ là người dân Việt Nam bây giờ đang chờ khách khách du lịch Trung Quốc đó bà con. Tại vì nói gì nói cuối cùng là quay đi vẫn lại vẫn là Trung Quốc vẫn là cái chiếm số lượng ưu thế.
để giải cứu ngành du lịch Việt Nam cho bà con. Mục tiêu năm nay đặt ra là 8 triệu người, nhưng mà năm 2019 là số lượng khách Trung Quốc du lịch Việt Nam là gần 6 triệu người nha bà con. Cho nên là chỉ có khách Trung Quốc là mới cứu nổi được cái đợt du lịch của Việt Nam thôi. Và hiện tại bây giờ Trung Quốc nó vẫn không cho khách du lịch đi qua nước Việt Nam, khó hiểu. Rồi song song đó, đồng đó ba mươi đầu nghe nói là cũng một số người đang đề xuất á là Việt Nam là phải giới hạn cái visa tăng thêm số ngày thì sao á. Xe một xe 50 chỗ bà con có thử nhân lên đi, phải hơn 2.000 người không? Hơn 2.000 người đi vô Dinh Độc Lập tham quan đó, ngon lành ghê không? Về bên kia đó kìa, trời ơi. Rồi đó đi khách Tây nước còn 2 kìa bà con đó. Đi từng đoàn luôn kìa đó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 18 người. Là Sài Gòn vậy là vui rồi. Hôm nay là như là du khách quốc tế bắt đầu đổ vô, như vậy là giải cứu được du lịch Việt Nam rồi. Bữa giờ cứ tối ngày kêu gọi giải cứu du lịch Việt Nam đó, bây giờ là trời ơi đông quá trời luôn. Khách Tây không, khách Tây này mới ngon nha, chứ hồi đó ba mấy rồi lúc mà mùa dịch đó xin thưa bà con quá toàn là khách Việt Nam không à. Khách ở ngoài miền Bắc, miền Trung gì đó họ đi vô Sài Gòn, nhưng mà trời ơi khó nè, ngon lành không. Khách này biết người nào đó, chắc người châu Âu quá, nên mình thấy phong cách này thấy giống người châu Âu quá ha. Ôi Sài Gòn hôm nay vui quá. À, bưu điện thành phố. Ồ, Sài Gòn hôm nay vui quá. À. Du khách đổ về giải cứu du lịch ha, du lịch Việt Nam hôm nay là được giải cứu rồi. Đây là ủy ban dân quận nhất rồi bà con. Hồi xưa ở đây là có một cái bộ nào rồi bà con, không biết bà con cô bác còn nhớ không, ở đây có một cái bộ trước năm 1975. Đây chạm từ 41 rồi quẹo xuống đây, con đường này đường Hai Bà Trưng. Đây là đường sách Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh. À, con đường này đường Nguyễn Văn Bình, trước năm 1975 đó là đường Nguyễn Hậu nha bà con. Mà bây giờ người ta thường hay không có gọi là đường sách thành phố Hồ Chí Minh đâu bà con, mà ba mươi rồi thấy là đa phần người ta gọi là đường sách Nguyễn Văn Bình. Ở đây người ta đi thẳng xuống á bà con, có thấy dốc xuống không, dốc này người ta gọi là dốc sương mù.
La Santa Fe nè. Bên tay trái cái chỗ cái cà phê giống này nè bà con. Đây là nhà của ông Nguyễn Văn Của. Khách Tây mà ngồi ra ngoài lề đường luôn. Khắp nơi nơi Sài Gòn, khắp nơi nơi tràn ngập khách Tây không? Thích quá. Đây là chính là những vị cứu tinh mà giải cứu ngành du lịch Việt Nam đây. Nổi tiếng nhất là cái gì mà con bác biết không? À, cái căn nhà 22 đường Gia Long. Bây giờ đường Lý Tự Trọng nè. 22 Gia Long. Thì xin thưa bà con cô bác á, là căn nhà này hồi xưa trước năm 1975 á. Cái căn nhà này hồi xưa là dành cho phía Mỹ ở á. Nhân viên đại sứ quán Mỹ, đặc biệt là nghe nói hồi xưa là CIA hồi xưa ở đó, CIA của Mỹ hồi xưa ở đó. Sau năm sau những cái ngày cuối cùng 30/4 á, là nơi đó là trên nóc nhà đó là ghi lại những cái bức ảnh mà coi như là đoàn người di tản. Thì cũng trên nóc nhà này lúc đó là hồi đó là có bác sĩ, hình như nghe nói là bác sĩ Trần Kim Tuyến đó bà con, bác sĩ Trần Kim Tuyến cũng ra đi từ trên cái nóc nhà đó. Bên trái là công viên Di Lăng nè, con đường này đường tự do. Trời ơi, khách sạn công ty Ninh Tan kìa, tấm nghẹt luôn. Du khách nước ngoài không? Ôi đúng là hay nha, hôm nay Sài Gòn vui quá nha. Tạo được công ăn việc làm cho nhiều người lắm à. Ôi du khách nước ngoài tràn ngập luôn. Hồi xưa bên đây phải là nhà sách Xuân Thu nè. Đây nè các bác. Đó bác thấy không? Đông ghê không? Biệt luôn, khắp nơi nơi tràn ngập khách du lịch không. Trái phải trên dưới thì toàn là khách nước ngoài không. Đây.
đường phố toàn là khách nước ngoài không à. Hay quá. Nếu mà cái lượng khách mà nước ngoài như thế này mà tăng lên kiểu này nè, xin thưa bà con cô bác, chắc khỏi cần khách du lịch Trung Quốc luôn. À, cách Tây này người ta còn chi tiêu rộng rãi hơn nữa. Muốn chơi nha. À, tại vì cái mức phí mà ở bên ở nước ngoài á về tới Việt Nam mà nó rẻ lắm bà con. Ví dụ đi, bà con cô bác thử tưởng tượng đi. Một cái tô bún chả 30 đồ ăn hồi nãy chỉ có 60 ngàn thôi. Là tức có nghĩa là khoảng 2 và chưa tới 3 đô la bà con, 2 đồng mấy à. Như vậy so với các cô chú anh chị và các bạn ở nước ngoài nè, như là Anh Pháp nè, Đức nè, Mỹ nè, Úc nè, Canada nè, các cô chú bác thử so đi. Nếu mà có tô đó mà so với ở nước ngoài mà có 2 đồng mấy thôi thì các bác có thấy nó mắc không? Đó. Trời ơi, đó từng đoàn luôn, đã chưa? Đó. Trời ơi, cái ông kia cầm nguyên cái cây quay phim luôn. Ông đó đi du lịch mà ông cầm nguyên cái cây đó, chịu sao nổi trời. Cái máy quay á, mà cầm nguyên cái cây bự chà bá lửa. Không biết ông đó có làm YouTube được nữa hả? Cái ba mình còn thấy cầm cái cây đó thấy quải quá. Ôi, cùng bạn xe này, hai trên xe này bà con. Quá trời chưa. Kéo theo dịp làm nhiều lắm nha bà con, như là hướng dẫn viên du lịch nè, tài xế nè, công ty cho thuê xe nè. Đó, coi vậy chứ giúp mở công ăn việc làm rất là nhiều nha. Rồi chưa kể nha, khi mà cái đoàn này tới nè, những cái điểm tham quan nè, đó nhân viên đó là có khách là có tiền, mà có tiền là có lương. Rồi chưa kể họ tới đây họ ăn uống nè, rồi dịch vụ ngủ nghỉ nè. Trời ơi, đã lắm nha. Lâu lắm rồi ba mẹ rồi mới qua thấy được cái cảnh này ở Sài Gòn nha bà con. Giờ mình chạy qua chợ Bến Thành coi. Qua chợ Bến Thành có nha bà con. Lê Lợi này nó vẫn tê liệt tới bây giờ. Hai, đây là con đường Phan Bội Châu. Con đường này là hồi xưa là đường Tả Thu Thâu nè, bây giờ Lưu Văn Lan. À, cũng có khách nè, khách này có lẽ là khách Hàn Quốc. Đó, ngân hàng MB. Ngân hàng MB này tú là làm gì đây?
Lực lượng ngân hàng MB này làm gì đây? Bên tay phải là mày cầu đây, hồi xưa là nhà hàng Thanh Thế này không? Xịn lắm đó nha. Hồi đó vô được nhà hàng Thanh Thế này là phải là dân dân dữ dằn ha, dân có tiền ha. Ngân hàng MB thì đi đâu làm gì, tao phát cái gì vậy? Gì thấy siêu giá đất cũng đãi gì trời. Không lẽ đi bán đất trời. Thấy cầm mấy tờ bướm tờ rơi gì đó. Bên tay phải 30 cờ đây, hồi xưa có một cái tòa soạn báo nè bà con. Các cô chú bác anh chị và các bạn có biết được tòa soạn báo này tên gì không đó? Đây có một cái tòa soạn báo. Ô, dịch kẻ đường kẻ lại luôn rồi nè, để cho xe ô tô đậu. Ồ, giờ ô tô có chỗ đậu rồi nè. Nếu mà mình có tải ứng dụng mà thu phí là mình được phép đậu nha bà con. Ngon lành, ngon lành. Đó, như vậy là mai mốt 30 cầu đi ra đây và 30 cầu đi xe hơi là 30 cầu có chỗ đậu rồi. Đỡ quá. Nói chung là khu trung tâm này bây giờ là tràn ngập khách du lịch. Vậy là mấy khách du lịch nãy đây là tối á, xin thưa bà con cô bác nha, tối là coi như là phố đi Tây, đi phố Tây Bùi Viện là coi như là tràn ngập khách cho bà xem. Để có gì tối nay ba mấy người đi quay cho bà con cô bác xem nha. Nhưng mà khổ nổi cái đi qua bên đó cái tự nhiên YouTube nó cảnh báo liền luôn, livestream nó cũng bị dính nữa, nó cũng cảnh báo rồi chứ đừng nói là livestream khổ gì đó. Kệ đi, tìm bây giờ tiền bạc không quan trọng nữa. Để bữa nào ba mày gò tối nay ba mày gò rồi đi quay cho bà con cô bác xem cảnh rồi tối nay rồi khách Tây mà họ tới vậy là ban đêm họ sẽ làm gì? À, ban ngày họ đi tham quan nè, vậy ban đêm họ sẽ làm gì? Tối nay mình đi thử rồi sao? Rồi tối nay thứ mấy ta? Cái này là thứ 5 rồi.
thứ năm thì 30 đô là không rộng. Ban ngày 30 đô chở các bác đi dạo đó, chứ buổi tầm chiều xuống cái là 30 đô mới bụng rồi. Mình đi kiếm cơm. Do công việc đặc thù của 30 đô là làm cho gia đình đó bà con. Thành thử ra là buổi chiều là 30 đô phải dành thời gian để phụ giúp gia đình. Căn nhà này nó cho thuê gì mà nó quá trời nó dán hay ghê không? Chưa từng thấy. Tiếp cận bạn lớn bạn nhỏ. Trời ơi, bây giờ ba mẹ còn thấy có người sử dụng máy chụp phim nữa trời. À. Có thu phí. Hôm nay em đậu xe kỳ nữa ta. Đường này đường Lê Lai. Xe này là thấy mệt rồi, mấy người chạy với mô tô đó bà này còn thấy thương cho họ quá. Họ chứ chạy với xe cồng kềnh chỗ này nặng thấy mẹ. Nó giống như giờ đang mệt đuối đuối là cầm cái xe này không thấy muốn cầm nổi rồi. Bây giờ lái nguyên chiếc xe BMW này nặng lắm á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi mấy chiếc mô tô đó là đi tạt số móc không biết bà con. là cái chân móc luôn. Đây trái này có bến xe nè, bến xe đi Tây Ninh. Hồi đó đây là cái vũ trường sắp nhà nè. Chắc ba mẹ còn mệt quá rồi ba. Bên kia có chỗ sửa xe bá nghiệp nè, trường khách nhà mày mệt quá đuối quá. Thôi ba mẹ còn xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn, xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn ở video lần sau. Bye bye. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là Ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.